Hello, Kenny kính chào tất cả cô chú, anh chị, bà con, cô bác. Kenny kính chúc tất cả quý vị sức khỏe thật là nhiều. Ngày hôm nay lần đầu tiên Kenny có mặt tại thành phố Hawthorne. Hôm nay làm open house, nhà lầu 2 tầng. Đó, nhà rất là đẹp nha, 4 phòng ngủ, 4.5 phòng tắm, nhà rộng tới 2.814 square feet, đất rộng 5.300, hai nhà xe dính liền ở bên trong luôn, xây 1951. 2014 á, chủ đã rebuild cái căn nhà lại mới tinh luôn, còn rất là đẹp nha. Đó, có central air rồi máy lạnh máy nóng rất là đầy đủ. Giá kêu là 1.399.000. Ok, khu này nhà rất là mắc nha, toàn là bạc triệu trở lên không à. Bây giờ Kenny mời tất cả cô chú, anh chị, bà con, cô bác đi theo chân Kenny để mà xem. Đằng trước là có hàng rào hết trơn, hai chỗ đậu xe ở đây, hai chiếc ở trong, hai chiếc ở ngoài. Ok, số nhà đẹp quá ha, 3623. Bây giờ mời tất cả cô chú, anh chị, bà con, cô bác theo chân của Kenny đi vào bên trong xem căn nhà nó đẹp như thế nào. Ok, đi mời tất cả các bạn đi vào trong căn nhà xem bên trong như thế nào. Ok, bây giờ mình đi tầng ở dưới trước rồi chút mình sẽ đi lên lầu coi sao. Ok, đây là cái phòng khách nè các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, đã không, có lò sưởi, sàn là sàn gỗ nha. Đó, cái đèn trên đây nhìn rất là đẹp ha, học sòn quá trời luôn kìa. Ceiling là chắc khoảng 20 mấy feet, rất là đẹp nha. Bây giờ mình đi vào trong, bên trong coi như thế nào. Ok, quá chừng đẹp luôn nha. À, nhà nhìn sang quá ha. Ở đây có một cái bath nè, cái chỗ toilet với chỗ rửa mặt nè. Ở đây có cái tủ nè, chừng đẹp quá ha, trang trí rất là đẹp nè. Ở dưới lầu có một phòng ngủ nè, rất là tiện, full bath luôn á các bạn. Phòng này có jacuzzi luôn, rất là tiện lợi cho những người lớn tuổi ha. À, sau này mấy người nào mà lớn tuổi đó mua căn nhà này ở rất là lý tưởng luôn các bạn. Nó không có cần phải đi lên trên lầu. Ok, nè, jacuzzi massage luôn nha, rất là đã luôn. Đó, thấy là muốn vô đây nằm mà ha. Phòng ngủ đã không, rất là tiện ha. Đó, nhà này rất là tiện cho mấy người có người lớn tuổi á, cha mẹ già hay ông bà già lớn tuổi đó, rất là tiện. Ở đằng sau có cái cửa đi ra đằng sau nữa nè các bạn, thấy không? Đó, đủ loại cây ha, có cây mận nè ha, cây này cây mận cầu, cái kia là thanh long, rồi có táo nữa kìa, có khế nữa kìa, u đủ thứ cây, đủ loại rau hết trơn á, thấy không? Thấy không? Giống Việt Nam ha, đủ loại cây hết trơn á. Trồng kiểu này là mua vô là vài năm là có trái ăn rồi, cây mận ở đằng sau lưng cũng quá chừng kìa. Quá chừng bông à. Ừ, cái phòng ngủ này thì cũng có closet nè, walk in closet. Rồi cái closet ở trong đây ngủ còn được luôn á. Đó, ai mà trốn trong đây cũng không biết nữa. Mà 4 phòng á, phòng nào cái closet cũng to đùng hết trơn á. Đó, đẹp chưa. Có cái bếp nấu ăn nè. Vừa nấu ăn ở đây. Cái loại này rất là tốt luôn nè, để cái nồi nó không bao giờ chạy hết nha. Đó, giống như nấu phở, nấu bún riêu hay hủ tiếu vậy đó. Đó, hoặc là chiên bánh xèo là hết sảy luôn. Ở đây có cái chỗ này để mà nướng thịt nữa nè. Đó, còn đây là hệ thống để mà hút khói ra ngoài khi mình nấu những cái đồ mà đồ ăn mà có mùi á các bạn, là nó hút ra ngoài luôn. Ok, tủ này nó rất là nhiều nha các bạn. Bên đây nữa nè. Đó, cái chỗ này là cái chỗ máy rửa chén nè, dishwasher. Ok, còn chỗ này là cái chỗ cái sin. Đó, sin có hệ thống nước lọc uống luôn nha các bạn. Đó, có hệ thống nước lọc uống ở đây luôn nè. Ok, đó, tủ rất là nhiều nghe không. Đó, mặc sức mà để đồ ha, để dĩa, để tô này nọ, sướng dễ sợ chưa. Đó, ly đồ quá chừng. Còn ở dưới thì mình có thể để nồi này nọ, để chảo đồ. Ok, tủ lạnh thì ở bên đây. Đó, tủ lạnh 2 ngăn luôn. Ở đây có thêm một cái phòng gia đình nè.
Đó, các bạn thấy rất là dễ thương không? Đó, cái bàn ăn nó để ở đây, rồi cái phòng này giống như vừa coi tivi, vừa ăn cơm, vừa xem tivi. Phòng cái gia đình ở đây. Đó. Rồi trong đây có thêm một cái phòng nhỏ trong đây nữa nè. Nè, cái phòng này là phòng gia đình nè các bạn. Đó, có cái tivi nè ha. Giống như cái phòng này giống như phòng bonus vậy ha. Đó, thấy không? Có cái chỗ để mà rửa chén nè, nấu ăn ở đây nè. Thấy không? Cái phòng này cho mướn cho thuê cũng cũng được cái income đó nha. Ừ, nè. Có chỗ rửa chén. Nguyên cái phòng bự này mình có thể cho mướn được nè các bạn. Đó, có bếp sẵn, có tủ lạnh sẵn nấu ăn luôn, ok. Đó. Cái chỗ này 1 tháng mình cho mướn chắc cũng khoảng được kiếm được 1.000 đi chợ ha. Đằng sau thì có cái patio nữa nè các bạn. Đó, có cái patio nhỏ nhỏ dễ thương ha. Đó. Nè. Đó, thấy cái patio đằng sau không? Đó. Nhà này xung quanh có hệ thống camera đồ hết. Ha, rất là an toàn. An ninh ha. Cái đèn này đẹp quá ha. Cái bàn ăn chỗ này nè. Cái đèn này đẹp quá ha. Đó, ngay cái chỗ bàn ăn luôn các bạn. Rồi trang trí màn đồ nè, đẹp không? Nè, đó. Sau lưng đồ đó. Mấy cái màn trang trí rất là sang trọng nha. Ok. Ở đây là nhà xe nè các bạn. Đó. Đây là cái nhà xe nha. Xe cửa tự động luôn. Đó. Ở đây cửa tự động ở đây nè các bạn, mình có thể mở ở đây. Đó, thấy không? Khi đi đâu về á, thì mình chạy xe vô trong nhà. Đó, 2 chiếc đậu ở trong mà 2 chiếc ở ngoài nha các bạn. Thấy không? Ở đây cũng có chỗ rửa chén là giặt đồ đồ ở đây nha các bạn. Đó, có chỗ máy giặt đồ ở đây nè. Đó, thấy không? Đó. Cái water heater bự dễ sợ. Tại vì tới 4 phòng ngủ mà 4 cái bồn tắm quá trời to luôn. Có chỗ rửa chén ở đây nữa nè. Tiện không? Đó. Giờ giặt đồ nhiều khi muốn rửa gì đó thì quay qua đây rửa tay luôn. Mời tất cả các bạn đi theo chân Kenny lên lầu để xem đẹp như thế nào, ok? À, sau khi mình coi ở dưới rồi bắt đầu mình đi lên lầu nha. À, thấy cầu thang đẹp không? À, let's go. Đẹp không? Trang trí rất là đẹp ha, sàn gỗ nha các bạn. À, cái ceiling kìa, quay cái ceiling rất là cao nha. À, rất là cao luôn á. Phòng này là phòng master. 4 phòng ngủ đều master hết luôn nha các bạn. Ở đây là cái tủ áo quần nè, thấy không? Đó, đây là cái tủ áo quần nha. Bồn tắm nè. Đã không? Thấy là trời bây giờ đang nóng quá, thấy là muốn vô đây nằm rồi. Có ly rượu đỏ ở đây nữa là bá phát luôn ha. Đó. Bồn tắm là một cái jacuzzi ở đây, với một cái ở đây là đứng nữa nha các bạn. Coi như 2 cái luôn. Ok, trong đây có cái toilet trong đây nữa nè. Đây là cái phòng đầu tiên. Đó, master đầu tiên có jacuzzi luôn. Bây giờ mình đi qua phòng thứ hai nha. Phòng bự dễ sợ ha. Phòng ngủ thứ hai bên đây nè. À, sao đi chậm camera man này. Đó. Đây là phòng ngủ thứ hai nè các bạn. Phòng nào cũng to dễ sợ ha. Nè. Có màn là có thể nhìn ra thấy ở đằng sau nè, thấy không? Đó. Tủ áo quần 2 cái luôn các bạn. Ở đây 1 cái, bên đây 1 cái. Nam 1 cái, nữ 1 cái nè. Thấy dễ không? Đó. Còn đây là một cái bồn tắm ở đây nữa nè các bạn. Thấy không? Ừ. Một cái bồn tắm trong đây nữa nè. Sướng chưa? 4 phòng ngủ mà có 4 cái full bath luôn. 4 cái master hết luôn á. Qua đây là phòng thứ ba nè. Đó. Wow, cái phòng này nó bự dễ sợ ha. To dễ sợ. Đựng áo quần đã luôn á. Con nè. Lô dẹp bự kinh khủng luôn nè. Vô trong đây ngủ trong đây còn được. Rồi cái lô sệt quá trời bự luôn các bạn. Đó, ngủ. Đây là cũng full bath nè các bạn.
thấy không? Đó. Nãy giờ trên lầu là coi như là ba phòng ngủ, ba bồn tắm, full bath luôn á nghe, thấy không? Ừ. Có bồn tắm riêng luôn nè, sướng ha. Tối ngủ mà có đi guest room rất là tiện luôn các bạn, nhà rất là đẹp nha, remodel đồ mới tinh luôn. Remodel là new build năm 2014 nha. Ok. Đó. Nhà lầu 2 tầng. Ở dưới á, có một cái phòng ngủ downstairs nữa. Rất là tiện cho những người lớn tuổi đó. Ok. Khi người ta lớn tuổi, người ta về già, người ta không có cần phải đi lên trên lầu, khó khăn lắm. Ok. Bây giờ tóm lại cái căn nhà này đó là xây năm 1951 nhưng mà năm 2014 đó là chủ đã rebuild lại mới hết luôn nha các bạn. Đó, nhà này tổng cộng là 4 phòng ngủ, 4.5 phòng tắm. Nhà rộng 2814 square feet. Đất thì 5300. Hai nhà xe dính liền bên trong. À, có máy lạnh, máy nóng đầy đủ, giá kêu là 1.399.000. Ok. Đó. Ở dưới lầu downstairs có một cái master bedroom rất là to nha. Mỗi phòng ngủ đều có cái phòng tắm riêng. Trần nhà thì rất là cao, rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Sàn nhà thì bằng gỗ, cửa sổ thì tân trang mới tinh hết. Hệ thống máy nóng, máy lạnh thì đầy đủ. Hệ thống điện với hệ thống ống nước cũng mới luôn. Nhà bếp thì rất là rộng rãi, thoáng mát. Mặt bàn làm bằng đá hoa cương nha. Khu ở đây thì rất là tiện luôn, khu thị tứ á, mình đi đâu cũng rất là tiện lợi. Về vấn đề giao thông nó gần công viên nè. Đó rồi gần ở đây mình đi biển Redondo Beach cũng rất là gần. Giống như là những cái khu vực mà mua sắm đồ nhà hàng đó. Ok. Nếu mà mình muốn đi tới sân bay LAX Airport á chỉ có 10 phút lái xe thôi. Ok. Đó. À, nếu như mà anh chị cô chú bà con cô bác nào muốn xem căn nhà này thì liên lạc trực tiếp với Kenny qua cái số phone là 626 899 5679. Sẵn dịp đây thì hôm nay là ngày Father Day thì Kenny kính chúc Happy Father Day to everybody in the world. Ok, ai làm cha thì có một ngày lễ cha rất là hạnh phúc vui vẻ bên gia đình cũng như người thân. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại video kế tiếp. Ok, bye. Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 18 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626 899 5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.